Xin được chào tất cả mọi người. Thì đây là clip đầu tiên trên YouTube của mình. Mình muốn được giới thiệu về bản thân mình. Mình chính là Sở Thủ Trưởng. Và đây chính là con game đầu tiên của mình. Rất mong là mọi người ủng hộ series này để mình có thể tiếp tục chơi tiếp. Rồi chúng ta bắt đầu vào game nào. Welcome to Cafe Demon. Zero zero left star. You skill. Oh, tự nhiên rất là mượt luôn. Đầu tiên là mình làm con hai trăm. Bùm rồi tàu đấy. Wow, quật lửa. Được rồi, dùng chưa bóng bóng nào. Khá đâu. Rồi mình sẽ dùng chiêu này. Nó chỉ hướng dẫn thôi, mình chỉ làm theo hướng dẫn chứ không làm được gì lại. Rắc à? Ôi dồi ôi. Gì thế này? Ủa game gì nhìn thú vị quá. Nào giờ chưa có. My, you great never see. Ông chạy con nào đấy nhỉ? À không lắm đi. Ok. Để mình tắt mạng phát khỏi quảng cáo. Thôi. Wow, mình sẽ đánh trận đầu tiên. Có mình con hề nữa. Gặp một con hề nước này. Chào chị chà mày. Xin lỗi các bạn, mình vừa nói tục nha. Cào này. Cào phát này. Sao được có chơi cào thế nhỉ? Ồ, cáp gì đây? Ồ, thu phục con à? À, cái này thu phục. À. Lát nhỉ. Ui à, yeah, lên cấp à. Bỏ lên có 80 game lên luôn. Bùm, yeah, skill mới. Wow, Firestorm, mưa lửa phải không, mưa lửa. Cái này là mưa lửa. Ok. Ủa, có thằng gì đây? Mẹ đã đập luôn. Mày làm gì, mày là Patrick à? Và wow, nó là một con sâu lửa tên là Lava BD. BD nó cấp nó BD các bạn. Ủa mình sẽ dùng hình nước để nó khắc. Khắc hiện không? Con mình là Lucero nhá. Lucero Lava BD mà. Mày BD. BD à mày. Đây là châu sóng siêu âm nè. Sóng siêu âm. Ui, nó bắn mình kìa. Sóng siêu âm. Này thì Patrick. Ui. Game là dễ. Game là dễ các bạn ạ. Ui, sao giờ nhiều vậy này. Đây, kẻ qua đây nào. Con gì đấy, what the hell man. Con này hình nước à? Gì đây? Hình cây lửa. Ủa? Hình nước thì bị sắc bị hình lửa sao thì dùng chỗ lửa nhỉ? What the hell man. What the hell man. Sóng xô ông chết mẹ thì à, bắt luôn. Bắt được không? Bắt nó đi, kẹp à, bắt rồi đâu nhỉ? Ủa? Bắt ở đâu cơ? À đây đây. Được không nhỉ? Ui được luôn đi. Game là dễ. Ui gần lên cấp. Sao làm này. Ui thằng này giống trai ăn đi. Ủa trai ăn trong Nobita hả?
Ủa thằng này trai ăn đấy. Trai ăn luôn. Chúc. À Chúc. Chúc là bố trai ăn đúng rồi. Ủa khắc hệ gì kìa. Ủa khắc hệ đâu ta. Xem bạn khắc hệ đâu nhỉ. À đây. Nó sẽ khắc bể lứa. Mưa lửa này. Ủa cào đấy. Dùng cho mưa lửa này. Ủa con này nhìn lạ. Hồi mình bắt. Hồi mình bắt mắm vậy thôi. Bây giờ đánh nhẹ thôi. Đánh cái cào nhẹ này. Ủa bắt nó. Ủa nó cũng cào nhẹ mình. Bắt nó nè. Ủa. Ủa cái bắt đâu rồi. What the hell man. Cái bắt đâu rồi nhỉ. Ủa giờ là con hệ nước. Nước thì mình sẽ thay đổi. Gió ngâm. Mẹ mày chết mẹ mày. Chúc. Hay là Winger. À con này tên là Winger. Một con rơi nước. Vãi cả rơi mà hệ nước. What the hell. Rơi nước này. Rơi nước. Này cho con này ra đi. Lính mới, đừng cho sóng động. Sóng lắm. Mẹ chết mẹ mày chưa. Sóng lắm lần nữa này. Chết chưa, wow, còn một chuột này các bạn. Tao dùng sóng lắm tiếp. Bây giờ xong rồi. Dễ. Rồi lên cấp nè. Quá chà. Tiên hoa mega. Tiên hoa mega. Gì đây. Drone mid. Xin cho các bạn là mình học hơi bị ngu tiếng Anh á. Nên là nói tiếng Anh nó không được chuẩn lắm. Học tiếng Anh có 6 điểm mà. Trời ơi. Học về hành gì. Wow, nhìn mặt ông này ngầu ghê lắm. Coi nào, được. Xúc luôn. Yeah. Hello, yeah. My name Calaudea. Được, Calaudea múc luôn. Calaudea. Ủa, ủa Calaudea đó. Wow, wow. Con gì đấy. Trời. Spider, nhìn gắt hè bóng tối, wow, nhìn nhện xịn trò ghê luôn ha. Ừ. xịn trò ghê luôn. Hát nữa này, mày có mà chết chắc. Trời, con này cũng ghẻ rồi hắc lào nhỉ. Ghẻ quá mẹ ơi. Nó cũng cấp 2, mình cấp 3. Ôi, hệ lửa thì càng ngon. Lửa này. À, giờ mình phải cho con hệ lửa ra đập chắc để lấy kinh nghiệm nha mọi người. Lấy kinh nghiệm. Bao lửa này. Ủa. Ủa bắt được không nhỉ? Con này bắt được không nhỉ? Ủa bắt không có bắt này. Làm sao bắt ta? Chết mẹ. Đêm cấp luôn. Con vịt này nhìn bẩn bẩn nha. Nhìn bẩn quá. Đeo cà vạt này. Đeo cái cà vạt. Con này nhìn mới đẹp nè. Ôi một chiếc khoai, chiếc khoai vàng. Đấy, ủa, thế giới. Ô, xem đây này. Cái Arena. Ô, Arena, mình chọn này. Nè, mình chọn trai ăn. À, mình chọn này nhìn dâm tặc này. Để mình chọn thằng dâm tặc này luôn. Đây là... Ôi, sao không đặt tên được nhỉ? What the hell, man? Ủa sao không đặt tên được.
Không có mạng, không có mạng, quên. Mình quên. Ừ, có mạng chưa? À, có mạng rồi. Ok. Ủa, sao vẫn không được này? What the hell man? Tại sao mình ấn vào không ấn được này? Chắc còn khác nào. What the fuck? What the hell man? À được rồi, nhưng mà mình không biết chặn này. Chặn con này cơ. Lên nào, trời ơi. Chán ghê á. Rồi. Ôi ok, chắc mình sẽ ra sói thủ trợ này. Ui, không ghi được dấu á, thôi. Thì chạy sói thủ trợ. Ok nha mọi người. À thích đánh thì có thể tải game này về chơi với mình nha. Ui, tắt wifi không rồi. Quảng cáo nó này đầy đầy nhập lắm. Mình mới bắt được con vịt này. Ok. Chơi, ông nào đây? Nhìn mặt như thằng ăn trộm vậy. Để coi nha. Shop này. Wow. À, cái này để bắt Pokemon này. Để mua một cái. Mình đánh vào đây thử. Wow, con hệ la này. Hệ la khác với hệ lửa. Mình nhớ là rồi phải. Ủa, nó cào mình. Mày cào tao quá. Cào tao quá. Mẹ mày. Mình biết. Ôi, trong này còn có đánh mít nữa. Điều thế. Hồi để mình bắt thử nào. Ôi, giờ có bắt này, có 3 cái luôn. Bắt thử nào. Ôi, được rồi. Ôi, dễ, hình như bắt. Bắt cái này dễ làm sao ấy. Dễ dễ. Đừng nghe bây giờ nào. Wow. Ôi, con của mình. Ôi, công thủ và cái bia đạn tăng lên. Bia đạn là cái gì đấy nhỉ? Bia đạn là độ chính xác đấy không nhỉ? Độ chính xác dường như là vậy phải. Bởi vì mình có thấy nó đánh mít á. Mít chắc là độ chính xác rồi. What the hell man. Đó. Đi ra. Ôi cho con gái này vào. Tập luôn, mày tên gì? Boss Butter. Wow. Wow, nó cho mình hai cái bắt Pokemon ngon quá đi. Quá ngon luôn. Hai em cả đầu. Wow, nó hệ lửa. Wow, gì? Cấp 9. What the fuck? Bên đây mình khắc cái nước này. Hình như nó khắc cái lá của mình như vậy. Được rồi, mình đã có kế hoạch này. Mình sẽ cho con này ra tanh trước. Nó bị khắc. Cho gần hết máu rồi cho vào. À nó đánh con mít đấy. Mày cục tàu nát mặt mày. Nó cắn mình kìa. Ừ, nó cắn mình. Mày cắn vào. Ui gần chết rồi. Wow, độ chính xác tăng kìa. Mưa lứa. Rồi chết mẹ này. Mình cấp 9, bắt luôn. Ủa? Chứ không có bắt này. À, hình như là đánh với người là không bắt được, rồi giờ mới biết. Đánh với người là không bắt được. Và ok mọi người, thì chắc là có lẽ clip đầu tiên này sẽ dừng ngay đấy thôi. Nếu các bạn coi thấy hay thì nhớ để cho mình một like. Quả quyết ở trách mình. Và đừng quên chia sẻ cho mọi người. Ôi, lên cấp tiếp. Lên luôn. Ok. Để lên cấp hết à. Ôi, vàng mình nhiều mà sợ gì. Ok, Andre.
What the hell, man? What? Ôi, được càng ngày lên nhiều cái lắm. Ôi, chỉ còn 135 nữa thôi. Ôi, này, 35 cái. Ui, quick là cái này. 1.5 hit and never miss. Cái này đánh không bao giờ trượt á. Cái quick attack này là đánh không bao giờ trượt á. Đây, rồi mình sẽ kết thúc series này.